Đức Diệu Chơn Hành Phật trong Lâm Hoa Đại Hội. Đức Diệu Chơn Hành Phật là một vị cổ Phật độ duyên cho chúng sinh trong việc hồi hướng thiện hành các điều thiện nghiệp một cách chân thật, đem lại lợi lạc cho vạn linh sinh chúng. Chơn Thiện Mỹ là đề mục mà chúng sinh hướng đến trong việc tu tập giác ngộ, trở nên trọn lành, trong sạch viên mãn. Ngài độ tận muôn sinh hướng về đạo lý bằng sự chân thành. Hành giả muốn thiện lành hay tốt đẹp thì trước tiên cần nên có tâm tình chân thành hướng thiện. Có chân thành thì mới bền chí, mới dần tinh tấn theo đúng định hướng đến được tận cùng chân lý vậy. Ngài thể hiện thân ảnh nam nhân dạng tuổi chừng 30, đầu tóc dài suông quá gót chân, có một nút thắt ở sau gáy bằng vải lụa mỏng màu trắng, phần còn lại thả dài sau lưng tự nhiên. Thân Ngài để ngực trần, khoác đạo bào bạch y, là vài dải lụa trắng mềm xếp thành nhiều nếp, không có tay áo, quần ống rộng cũng được xếp thành nhiều lớp. Ngài đi chân trần, đứng trên hoa sen trắng tinh khôi, thanh tịnh. Tay trái Ngài bắt phối ấn hướng về phía trước ngang ngực, tay phải bắt thí nguyện ấn hướng xuống dưới. Trên lòng bàn tay Ngài là một ngọc như ý lục bảo có hình dạng như cây nấm linh chi, nhỏ gọn cỡ lòng bàn tay. Phía sau lưng Ngài là một cây lý cổ thụ với cành tán lá xanh mướt, có đầy những đóa hoa trắng như bông tuyết và sum xê quả với đủ màu trắng, vàng, cam đỏ. Hình tượng của Ngài chính là sự chân thành tính tâm vào điều thiện, mạnh mẽ vượt lên mọi chướng ngại khổ nạn, vẫn quyết tâm tu dưỡng tinh tấn và thiện hành. Con đường gian nan của thiện tính xã sẽ có kết quả là hương giác ngộ vi diệu như mùi hương thơm ngọt của hoa quả thiện lành.